Chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mà Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một tính năng của máy chiếc máy Agoc có model đó là IX4350. Thì tính năng này đó là in những nhãn vải, nhãn ri băng phục vụ rất nhiều trong các xưởng may mặc hoặc trong các nhà máy may mặc giày dép mọi người. Để in ra những cái mặt em dán ở phía sau, may là vào phía sau lưng áo mình nha. Thì em sẽ giới thiệu cho mọi người đây là dòng máy của hãng Agoc. Agoc thì một thương hiệu đến từ Đài Loan, rất nổi tiếng, có rất nhiều model khác nhau cho mình lựa chọn. Thì em xin in thử và cũng như là giới thiệu một số tính năng cấu hình của chiếc máy này cho mọi người cùng tham khảo. Đầu tiên em sẽ cho mọi người xem sơ qua một vòng về các bộ phận cấu tạo của chiếc máy Agoc IX4350 này. Thì khung thép của máy là hầu như là được làm bằng kim loại, nên tại vì đây là một dòng máy công nghiệp được làm bằng kim loại nên là rất là chắc chắn. Đây là phía trước này là cái khung đầu in của máy, còn đây là cái giao diện màn hình LCD này, còn đây là một số phím điều khiển của máy của Agoc. Đây là một số đèn để mình cảnh báo những lỗi hoặc là một số thao tác trên máy. Máy có cổng giao tiếp, đó là cổng LAN, cổng RJ232 và đó là cổng USB. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái khả năng in của máy như thế nào và cũng như là cái tốc độ in của máy. Đây, em sẽ tiến hành. Mọi người có thể thấy là đó là tốc độ in của máy là tương đối nhanh, nên em đang in với cái một tốc độ vừa phải. Em đang in với một tốc độ vừa phải, mọi người có thể thấy là tốc độ in của máy là tương đối là nhanh. Tốc độ in của máy là có thể là lên tới 6 in trên 1 giây. Đây là máy có độ phân giải là 300 dpi. Nãy giờ em in 100 con tem với kích thước là 20mm mà nhưng máy chạy rất là nhanh. Em sẽ in thêm cho mọi người xem nhé. Option thêm của máy phía trước này là có thể gắn thêm dao cắt, nghĩa là từng con tem nào ra là nó có thể cắt luôn từng con tem. Tùy theo mọi người có thể muốn là in ra hết rồi cắt hoặc là cắt theo từng con tem, thì mình có thể là mua thêm option thêm cái dao cắt phía trước này đối với dòng máy này. Còn nguyên bản của nó thì chỉ có máy thôi, chưa có sẵn dao cắt. Nếu ai có nhu cầu thì mình cứ lên trên đó. Mọi người có thể thấy là em vừa in 200 nhãn. Đây, mọi người có thể xem chất lượng nhãn in nha. Đó. Vì máy có độ phân giải là 300 dpi nên in rất tuyệt vời. Có một số ký hiệu symbol trong may mặt chặt ủi, hoặc là bất kể có mã vạch 1D, 2D máy cũng có thể in được, và một số ký hiệu khác. Em chỉ để mua cho mọi người xem. Ngoài những cái tính năng mà in giấy đề can thông dụng như mọi người thấy rất nhiều chiếc máy mã vạch in được hiện nay, thì chiếc máy Agoc IX4350 này có thể in được cái nhãn ri băng này thì nó rất là tiện. Đây là một sự lựa chọn tốt cho mọi người có thể là sử dụng trong cái công việc của mình. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần biết thêm chi tiết về chiếc máy mã vạch này hoặc là các thiết bị sản phẩm về mã số mã vạch, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mã Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào đường link thegioimavach.com. Công ty em sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả mọi người. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vạch. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.